Huyền thoại bóng đá Pele phải nhập viện ở Brazil. Vua bóng đá được xác nhận đã nhập viện ở Sao Paulo với tình trạng không mấy khả quan. Đây là điều khiến không ít người yêu mến ông cảm thấy lo lắng bởi Pele đang trong giai đoạn chống chọi với ung thư. Theo ESPN Brazil, huyền thoại bóng đá 82 tuổi được đưa vào bệnh viện Albert Einstein ở thành phố Sao Paulo. Tình trạng của Pele được mô tả là sưng khắp người. Bên cạnh đó, theo xác nhận từ các bác sĩ đã khám cho ông, quá trình điều trị những vấn đề về tim và tâm thần của Pele cũng không có tiến triển tốt, do ảnh hưởng từ liệu trình chữa ung thư. Dẫu vậy, trên trang cá nhân của mình, con gái Pele, Kelly Nascimento đã khẳng định rằng tình trạng của cựu danh thủ bóng đá người Brazil là không nguy kịch. Nascimento cho biết, truyền thông đã đưa rất nhiều thông tin về tình trạng đáng báo động của bố tôi, nhưng không đúng. Ông ấy đang điều trị trong bệnh viện và mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi sẽ ở bên bố mình trong dịp năm mới và sẽ đăng tải một vài bức ảnh chung với ông ấy. Theo truyền thông Brazil, huyền thoại Pele thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra và tiến hành hóa trị khối u đại tràng được phát hiện vào tháng 9 năm ngoái. Dù vẫn tỏ thái độ lạc quan, nhưng Pele thừa nhận rằng cuộc chiến với căn bệnh ung thư này là vô cùng khó khăn. Trong một bài viết trên Instagram cá nhân hồi tháng 4 năm nay, Pele chia sẻ, tôi cảm nhận được sự bình yên bên bạn đời của mình, Marcia cùng người bạn đồng hành của chúng tôi. Cacao, việc điều trị sẽ rất khó khăn, nhưng tình yêu của mọi người dành cho tôi là liều thuốc tuyệt vời nhất. Vua bóng đá Pele là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Ông từng cùng đội tuyển Brazil 3 lần đăng quang World Cup 1958, 1962 và 1970.